Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 14. Mở đầu bản tin là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Trong những ngày gần đây, nhiều phương tiện đi lại trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh không khỏi bất ngờ trước những ụ đất vừa xuất hiện trên đường. Những ụ đất rộng khoảng 2m và cao khoảng 20-30cm. Tiếp đó, bùn nhão từ phía dưới bắt đầu ùn lên. Theo hạt giao thông đường bộ 6, nguyên nhân có thể là do đây là đoạn đường thấp, xe lưu thông nhiều khiến đường bị nứt, cộng với mưa liên tục trong nhiều ngày khiến đất ngậm nước tan ra thành bùn nhão khi xe tải hạng nặng đi qua gây sức ép khiến bùn trào lên theo các vết nứt. Được biết đoạn đường này đã đưa vào sử dụng được 3 năm và hết hạn bảo hành từ năm ngoái. Thông tin từ Cục Quản lý Đường Bộ 3, đến trưa nay, quốc lộ 27C qua Khánh Hòa vẫn tiếp tục sạt lở. Mưa lớn kèm theo sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế. Công tác khắc phục sạt lở gặp nhiều khó khăn. Tổng chiều dài sạt lở khoảng 3 km, trong đó có 3 vị trí sạt lở nặng. Tại đây không chỉ đất mà còn có đá khối to hàng trăm mét khối, sạt xuống đường. Trời tiếp tục mưa lớn khiến nhiều tảng đá lớn tiếp tục rơi, do đó việc thông xe trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 11 chưa thể thực hiện theo đúng dự kiến ban đầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ký công văn về việc kiểm điểm chính quyền 4 huyện đã để tai nạn giao thông gia tăng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm khắc phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Iagrai, Đắk Pơ, Chư Pư, Đức Cơ vì đã để tình trạng tai nạn giao thông tăng cao, nhiều người chết. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 4 huyện khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan, báo cáo giải trình và nêu rõ các giải pháp trọng tâm, cấp bách sẽ thực hiện để giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới. Thưa quý vị, mưa lũ không những khiến nhiều khu vực của tỉnh Phú Yên bị ngập sâu mà còn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt và sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại khu vực huyện Tuy An đã xảy ra sạt lở khiến hàng trăm mét khối đất đá rơi xuống quốc lộ 1. Theo đó, vị trí xảy ra sạt lở tại km số 1295+650 trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa phận thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An đã xuất hiện một điểm sạt lở với chiều dài khoảng 12m, rộng 7m, chiều sâu 5m so với mặt đường quốc lộ 1. Ước tính hơn 250 mét khối đất đá bị trôi xuống đường. Hiện xung quanh điểm sạt lở này đã xuất hiện thêm một vết nứt dài hơn 120 mét, rộng khoảng 0,08 mét, sâu hơn 1 mét. Gần khu vực điểm sạt lở đã có 2 nhà dân bị sập và có hơn 4 căn nhà, lều quán khác có nguy cơ bị sập nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Trước tình hình này, huyện Tuy An đã yêu cầu xã An Dân vận động và giúp di dời toàn bộ người dân trong khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn, lắp đặt hệ thống cảnh báo nhằm hạn chế các loại phương tiện lưu thông để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, với địa thế đặc biệt của hầm Thủ Thiêm thì một khi xảy ra sự cố, việc xử lý sẽ gặp khó khăn. Do vậy, tối mùng 5 tháng 11, hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện diễn tập cứu hộ hàng chục người mắc kẹt tại hầm Thủ Thiêm sau khi tai nạn liên hoàn gây cháy nổ xảy ra. Tình huống giả định vào lúc 21 giờ ngày mùng 5 tháng 11, một xe tải nhỏ đang đi trong hầm Sài Gòn hướng từ quận 1 sang quận 2 bất ngờ bị nổ lốp gây tai nạn liên hoàn với 20 xe máy. Do nhiên liệu trong các xe đổ ra khiến cho ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội, hơn 30 người bị thương kẹt trong hầm. Hầm Thủ Thiêm mịt mù khói, hệ thống báo cháy được kích hoạt, hơn 500 cảnh sát chữa cháy cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường ứng cứu. Các y bác sĩ xe cứu thương bệnh viện quận 1 và lực lượng hội chữ thập đỏ quận 1, thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh tham gia sơ cấp cứu và vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Địa thế hầm sông Sài Gòn khá bí cho việc thoát khí nên khi diễn tập khói độc là vấn đề khó khăn nhất đối với những người tham gia. Kết quả diễn tập là sau hơn 10 phút khi xảy ra vụ việc, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, các nạn nhân được đưa ra khỏi hầm an toàn, không có thiệt hại về người. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thì lượng taxi ngoại tỉnh đang hoạt động tại Hà Nội khoảng 3.000 xe. Đây thực sự là áp lực lớn cho giao thông thủ đô vốn đã quá tải, đồng thời phá vỡ quy hoạch, đi ngược lại với chủ trương hạn chế gia tăng số lượng taxi trên địa bàn Hà Nội. Theo đề án taxi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2015, số lượng taxi của thành phố là 20.000 xe. Đến năm 2020 sẽ phát triển số lượng xe 25.000 xe và hiện Hà Nội có tổng cộng 19.265 xe thuộc quản lý của 77 đơn vị. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn khoảng gần 3.000 taxi khác đang hoạt động tại Hà Nội, chủ yếu là taxi các tỉnh ngoài mang tên nhiều thương hiệu taxi quen thuộc tại Hà Nội.
Tình trạng này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, gây mất trật tự an toàn giao thông, mặt khác đi ngược lại với chủ trương hạn chế gia tăng số lượng xe taxi trên địa bàn Hà Nội. Theo nhiều chuyên gia giao thông, việc hàng nghìn taxi do các tỉnh cấp phù hiệu nhưng lại hoạt động thường xuyên tại Hà Nội, trách nhiệm chính thuộc về Sở Giao thông Vận tải các tỉnh này. Đây chính là biểu hiện của sự buông lỏng quản lý, thiếu giám sát. Trước những vi phạm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cao quốc lộ 18 và đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh đã khiển trách các cá nhân tập thể có liên quan. Theo đó, ba cán bộ cấp phòng bị khiển trách bao gồm ông Nguyễn Công Thọ, giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, bà Hoàng Thị Ngọc Hoa, trưởng phòng tài chính kế hoạch và ông Bùi Duy Hưng, nguyên phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố Cẩm Phả vì vi phạm các quy định liên quan đến công chức. Cụ thể là không tuân thủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ để xảy ra sai sót trong tham mưu việc chấp hành chính sách pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện hai dự án nêu trên. Cùng với đó, 6 tập thể và 2 cá nhân sai phạm liên quan đến các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cũng phải làm kiểm điểm. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Thưa quý vị, tỉnh Lạng Sơn có gần 2.000 km đường tỉnh lộ và huyện lộ. Hiện nay, số km mặt đường được nhựa hóa và bê tông hóa chỉ đạt khoảng 50%. Còn lại vẫn là đường đất đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đường hỏng, đường xấu không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà nó còn gây ra các tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Ninh là một lái xe tải. Hàng ngày anh chở vật liệu qua tỉnh lộ 248 vào các xã của huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Cả tuyến đường dài vài chục km. Quãng đường anh Ninh đi cũng chỉ là vài km. Nhưng đối với anh, đó cũng là một thử thách lớn. Từ đây xuống quãng đường khoảng 5 cây thì mất khoảng 30 phút. Còn rất là mưa đi lầy lội trơn, xe máy đi không đi được nên là phải tránh xe máy nhiều nữa, rất là khó. Mặt đường nhỏ, hẹp, mấp mô và đầy những đất đá lởm chởm. Giữa mùa khô, nhìn trên đường vẫn đầy những bãi sình lầy trơn trượt. Khó khăn không còn là ổ trâu, ổ gà mà là những ổ voi giữa đường, nhưng hàng nghìn phương tiện vẫn phải vượt chướng ngại vật vì không còn sự lựa chọn nào khác. Mùa mưa thì là lầy lội, mùa hè là bụi bặm. Đây có thể nói là thực trạng chung của rất là nhiều tuyến đường trên cả nước. Tuy nhiên, điều đáng nói đây không phải là một tuyến đường liên xã, liên thôn hay một tuyến đường thuộc vùng sâu, vùng xa, mà nó chính là tuyến tỉnh lộ 248, tuyến đường độc đạo nơi 6 xã của huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tuyến tỉnh lộ 248 chỉ được đầu tư nền đường, chưa được đầu tư mặt đường. Hàng năm, đơn vị quản lý cũng chỉ giải đất đá, đảm bảo giao thông tạm thời. Do đó, tuyến đường ngày càng hư hỏng nặng. Người dân hai bên đường cũng phải sống chung với bụi và tình trạng xuống cấp của con đường. Hai dân thì cũng nói chung là cứ đi chịu khổ ngày qua ngày thôi. Đúng mong là nhà nước thì mong sớm làm đường thôi.
cho dân nó đi lại thuận tiện này. Chung số phận với tỉnh lộ 248, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện còn rất nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ xuống cấp nghiêm trọng. Đường Na Dương là một điển hình. Tuyến tỉnh lộ dài gần 20 km này gần như chỉ toàn đường đất. Vào mùa mưa, đi bộ là cách nhanh nhất, tối ưu nhất để di chuyển qua đây. Rất là ảnh hưởng đến khu vực coi như là trong coi như là các bản kia người ta gặt anh em bà con lấy lúa về nhưng mà không mang ra bán được. Toàn tỉnh Lạng Sơn có gần 2.000 km đường tỉnh lộ, huyện lộ. Tuy nhiên, kinh phí bảo trì hàng năm được Tổng cục Đường bộ cấp xuống là 20 triệu trên 1 km. Số tiền này không đủ để bảo trì, chứ đừng nói đến việc nâng cấp đường. Từ đó dẫn đến nghịch lý, đường tỉnh, đường huyện xấu hơn đường liên thôn, liên xã. Vâng, lý do mà chưa được bê tông hóa, nhựa hóa thì cái đầu tiên là do cái nguồn vốn còn rất là hạn hẹp. Và nguồn lực của tỉnh thì cũng rất là hạn chế. Thế cho nên là việc đầu tư xây dựng các tuyến đường này thì đòi hỏi một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian tới, việc nâng cấp, tu sửa cũng chỉ tập trung ở các đoạn tuyến cấp bách. Do đó, anh Ninh và rất nhiều người dân vẫn phải chơi trò vượt chướng ngại vật trên những tuyến đường. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.